Theo thông tin độc quyền mới nhất từ Ocean, Top Big Bang bị tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh vào sáng ngày 6 tháng 6. Sau khi được phát hiện, nam rapper đã được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu. Cụ thể, vào 5 giờ chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, Top được chuyển tới phòng cấp cứu của đơn vị chăm sóc chuyên sâu, nhưng anh vẫn chưa lấy lại được ý thức. Một người quen của Top đã tiết lộ với báo giới rằng, kết quả xét nghiệm vẫn chưa được đưa ra, song tôi nghi ngờ rằng Top bị ngất là do sử dụng thuốc quá liều. Top đã có một khoảng thời gian khó khăn sau vụ việc vừa qua, vụ cáo buộc sử dụng cần sa, và tôi nghĩ rằng tình trạng căng thẳng của anh ấy đã đạt tới đỉnh điểm. Thật là không may vì chuyện như thế này lại xảy ra, tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm tỉnh lại. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về loại thuốc mà Top sử dụng, tuy nhiên khả năng cao đó là thuốc an thần. Mẹ và những người thân, người quen của Top đang đợi ở bệnh viện để chờ nam nghệ sĩ tỉnh lại. Trước đó, Top được cho là không phù hợp với vị trí hiện tại ở văn phòng quan hệ công chúng của Sở Cảnh sát Gangnam. Anh đang trong quá trình chờ đợi để được chuyển sang đơn vị mới. Theo thủ tục của cảnh sát đối với các nhân viên bị truy tố, một khi nhận được quyết định chính thức từ phía công tố, Top sẽ bị trục xuất khỏi văn phòng mới này và phải trở về nhà. Sau khi bị kết án, nếu nhận mức phạt tù nhiều hơn 18 tháng, Top sẽ bị trục xuất khỏi quân đội. Nếu mức phạt tù ít hơn 18 tháng, ngay cả trong trường hợp được xử trắng án, nam nghệ sĩ sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ còn dang dở của mình trong quân đội cho đến ngày xuất ngũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.